Kính thưa quý vị, các quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quán Thành Đạt, còn đây là bạn Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 6A2 trường trung học cơ sở thị trấn Lê Cần. Chúng em rất vinh dự khi được thay mặt cho các bạn học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Lê Cần về đây tham gia ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề sách nhận thức đổi mới sáng tạo, sách cho tôi cho bạn. Và ngay sau đây, phần thi của chúng em xin phép được bắt đầu. Sách là kho tàng quý báu của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giá ấy. Việc đọc sách là vô cùng cần thiết, bởi sách không chỉ để thư giãn mà nó còn đem lại nhiều điều bổ ích. Có lẽ bởi vậy mà Randy Cass đã từng nói, đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Sách là kết tinh của tri thức, trí tuệ, tâm hồn, là một ngọn lửa nhỏ bé mà sáng rực. Đến với ngày hội hôm nay, chúng em xin trân trọng giới thiệu mô hình không gian nghệ thuật sách với chủ đề sách cho tôi, cho bạn. Tại thư viện trường chúng em với nhiều đầu sách phong phú và đa dạng, mô hình không gian nghệ thuật sách của chúng em gồm khoảng 150 đầu sách với điểm trung tâm là hình chữ S, là các đầu sách với 54 dân tộc anh em. Khu vực trung du miền núi Bắc Bộ là các đầu sách về các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Giao. Đi dọc theo khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên với các đầu sách về các dân tộc Ede, Gia Lai, Cơ Hò. Tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ là các đầu sách về các dân tộc anh em Chăm, Khmer, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn. Phía sau là hình ảnh Lăng Bác, là các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như Chiến tranh và Hòa bình. Tôi điểm cho hình ảnh Lăng Bác là các tác phẩm của nền văn học Việt Nam. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị lịch sử to lớn, thể hiện tấm lòng thành kính sâu sắc của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ. Ở phía hai bên lăng là hình ảnh đôi bàn tay biểu trưng cho lòng biết ơn của thế hệ người Việt Nam đối với vị cha già vĩ đại của dân tộc. Đến với thư viện của chúng em, các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc, hay Hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Thông qua những cuốn sách này, chúng em có thêm nhiều hiểu biết về mặt đất thiêng liêng của Tổ quốc, về tình yêu quê hương đất nước mình. Sau những giờ học căng thẳng, các bạn cũng có thể thư giãn bằng những đầu sách thiếu nhi như Chiếc áo tàng hình, hay cuốn sách Tìm mẹ, và có rất nhiều cuốn sách thú vị khác tại thư viện trường của chúng em. Với sự đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi của chúng em, nếu có thời gian, xin mời các bạn đến ghé thăm và lựa đọc những cuốn sách hay tại thư viện trường chúng em. Kính thưa quý vị đại biểu, Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Lời hát thiết tha ấy như được cất lên từ sâu trong trái tim của mỗi con người Việt Nam khi nhắc về Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc. Người dành trọn cuộc đời để lo cho dân, cho nước, hy sinh thầm lặng, quên mình vì nước, vì dân. Nhắc đến Bác là nhắc đến một cuộc đời rất đối thân cao và giản dị. Nay Bác đi xa, nhưng những gì người để lại cho dân tộc vẫn luôn là vô giá, luôn trường tồn mãi với thời gian. Niềm tự hào đó đã được tác giả Xuân Tùng lưu giữ và lan tỏa qua tác phẩm Búp Sen Xanh. Tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Xuân Tùng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2003 với số lượng 2.000 bản. Sách dày 363 trang, khổ 12,5 x 20,5 cm, trang bìa gam màu xanh đậm, nổi bật biểu tượng bông sen, tượng trưng cho sự tinh túy và thanh cao đáng trân trọng nhất. Búp Sen Xanh có lẽ là món quà thiêng liêng nhất mà nhà văn Xuân Tùng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã kính dâng lên Bác Hồ. Tác phẩm viết về thời thơ ấu và niên thiếu của Hồ Chí Minh được tác giả chia thành 3 chương: thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20, những biến thiên của lịch sử, của gia đình nội ngoại hai bên và quá trình định hình nhân cách, ra đi tìm đường giải phóng dân tộc của vĩ nhân Nguyễn Chiên Cung, Nguyễn Tất Thành trong khoảng 20 năm. Cuộc chia tay bến nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911. Bác sống mãi trong những tư tưởng và tình cảm lớn, trong toàn bộ hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam ta, của mọi người chúng ta.
Đồng thời, người cũng sống mãi trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật có giá trị diễn tả một cuộc đời, đã trở thành lịch sử, những trang sử đẹp nhất và vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam ta. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 20 đầy khát vọng. Tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất trong một cuộc đời mỗi con người với bao ước mơ, hoài bão cống hiến của tuổi trẻ. Đối với thế hệ của chúng em, nhờ được đọc những trang sách quý giá mà chúng em đã học được những điều tuyệt vời nhất để trưởng thành. Trong số những cuốn sách quý giá đó, em thật sự ấn tượng bởi cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Rosie Nguyễn. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2018 với kích thước 14 x 20,5cm. Biên sách được thiết kế khá trẻ trung với gam màu xanh chủ đạo, phông chữ tên sách được in cách điệu. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một cuốn sách có tầm ảnh hưởng to lớn đối với giới trẻ. Có thể nói, tác phẩm như là ngọn hải đăng chỉ dần bạn đi qua đại dương tuổi trẻ vô cùng mênh mông, rộng lớn nhưng ẩn chứa rất nhiều thách thức. Xin mời quý độc giả cùng đến với cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Mở đầu tác phẩm, Rosie Nguyễn đã thuật lại câu chuyện tuổi trẻ của mình. Rosie được gắn cho cái mác sinh viên ngoại thương với những áp lực vô hình về giỏi giang và thành công theo quy chuẩn. Cô gái ấy cũng đưa ra quan điểm về việc học. Con vịt rất xuất sắc trong môn bơi lội, thậm chí là còn giỏi hơn thầy giáo. Nhưng nó chỉ đủ điểm đậu trong môn bay và rất tệ trong môn chạy. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau, đó là điểm riêng khác biệt của bản thân. Với em thật sự ấn tượng nhất với phần 2 của cuốn sách có chủ đề Học đi đôi với hành. Tác giả đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong việc thôi thúc tiềm năng của bản thân để biết rõ bản thân mình đang đam mê điều gì và muốn theo đuổi điều gì. Bằng những câu chuyện thực tế và gần gũi, độc giả sẽ cảm nhận rõ nét hơn về cách tạo dựng đam mê và thói quen như chính tác giả đã từng nói. Nếu bạn muốn có một kết quả khác, hãy thử hành động khác đi. Đi là một cách tự học, học với những kiến thức lý thuyết khô khan là chưa đủ. Nhưng người trẻ cũng nên tự làm mới bản thân mình bằng cách hãy đi du lịch để trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ mà chỉ có cuộc sống mới đem lại được. Những thông điệp ý nghĩa như những người trẻ hãy sống thật với chính bản thân và những giá trị của mình. Hay chỉ vượt sống như cách bạn muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi. Đây cũng chính là mục đích mà tác giả muốn gửi gắm ở phần 3 này. Phần 4 của cuốn sách với chủ đề Lấp lánh trước khi tỏa sáng. Đây sẽ là phần giúp các bạn trẻ có thể sống và theo đuổi đam mê của bản thân, rồi dần dần tạo nên sự trưởng thành. Và phần 5 cũng là phần kết thúc của cuốn sách với tựa đề Quà tặng kèm. Ở phần này gồm những lời khuyên hữu ích và chân thành nhất của Rosie muốn gửi tới quý độc giả trẻ của mình, giúp các bạn có thể giải quyết được những vấn đề và khủng hoảng mà một người trẻ thường hay gặp phải. Cuốn sách này để lại cho người đọc nhiều bài học quý giá. Bạn sẽ không phải hối tiếc về khoảng thời gian nhỏ mình đã dành ra cho cuốn sách này. Bản thân em sau khi đọc xong cuốn sách, em cảm thấy bản thân mình thật là may mắn và hạnh phúc khi được sống trong một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, được học tập trong một môi trường giáo dục với chất lượng ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, chúng em đang luôn luôn cố gắng nỗ lực, học tập, rèn luyện về kỹ năng, kiến thức để có thể thực hiện hóa được những ước mơ, khát vọng của bản thân. Hỡi thanh niên, bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô xanh. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng nói như vậy trong một bài phát biểu của mình. Vậy các bạn ơi, nếu như được lựa chọn, các bạn có bán đi một năm tuổi trẻ của mình không? Và nếu không thì các bạn sẽ làm gì để những năm tháng tuổi trẻ ấy trôi qua thật đáng giá? Tôi đã chọn cho mình một cuốn sách. Còn bạn, bạn chọn cho mình một cuốn sách như thế nào? Cảm ơn quý vị khách quý, ban giám khảo, quý thầy cô giáo đã lắng nghe phần thuyết trình của chúng em. Chúc hội thi thành công tốt đẹp!